Ca bệnh đầu tiên 10732 ở thành phố Vinh, làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207 đường Hà Huy Tập, có liên quan đến 34 ca bệnh được phát hiện sau đó tại thành phố Vinh, Nam Đàn và Diễn Châu. Thông tin này được khẳng định sau khi Sở Y tế điều tra truy vết, phân tích rõ tiền sử dịch tễ. 4 chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 10732, đó là chùm ca bệnh thứ nhất liên quan đến quán bia Hải Quế đã phát hiện 1 trường hợp F1 và 1 ca F2 dương tính với SARS-CoV-2. Chùm ca bệnh thứ hai tại số 44 Đinh Lễ đã ghi nhận 4 F1, 4 F2 và 1 F3 dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Chùm ca bệnh thứ ba liên quan đến quán ăn đêm số 383 đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Vinh, phát hiện ra 1 F1, 8 F2, 3 F3 và 3 F4 dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh liên quan đến bệnh viện Tâm thần Nghệ An, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, khu vực đường Hà Huy Tập, giao Phạm Đình Toái, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Chùm ca bệnh thứ tư tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, xuất phát từ quán ăn số 120 Phạm Đình Toái, nơi bệnh nhân 10732 đã đến, phát hiện 4 F1 dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh tại phường Hưng Dũng gồm 3 F2 dương tính và 1 F3 được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tối 25 tháng 6, Nghệ An ghi nhận thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới ở các địa phương như thành phố Vinh, huyện Quỳnh Lưu, huyện Quỳ Hợp và huyện Nghi Lộc.